Kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV. Chúng tôi là Phó tế Vũ Thành An. Hiện nay chúng tôi đang đứng tại nhà hàng Kim Sơn. Hôm nay là ngày Chủ nhật 22 tháng 9. Gia đình Teresa Houston có đã tổ chức một cái buổi gây quỹ cho giúp gạo cho các cụ già nghèo khổ. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sâu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau. Vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ước ao khát vọng còn cầu cao. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chút này quê cô mãi hoài có gì vui. Có một lần mất là quỹ từ thiện Teresa của chúng tôi đã có mặt được 11 năm, tức như là chúng tôi bắt đầu từ năm 2002 và năm nay là năm thứ 11, và chúng tôi mỗi năm đều có những cái gây quỹ tại Houston, và chúng tôi rất là cảm ơn quý ân nhân tại Houston trong những năm vừa qua đã rất là quảng đại để mà giúp gạo cho các cụ. Trong cái năm ngoái thì gia đình Teresa Houston đã gây quỹ để mà để giúp đủ cho 1.000 cụ già mỗi một tháng được 10 ký gạo. Năm nay thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là cái buổi gây quỹ này cũng sẽ được như thế, và còn hơn nữa thì đây là cái lòng quảng đại của quý vị. Thì kính thưa quý vị, cái quỹ từ thiện Teresa của chúng tôi làm một việc rất là đơn giản, đó là xin tình thương yêu của quý vị để mà mỗi một cụ già Việt Nam có cơm ăn hàng ngày. Chỉ cần bây giờ chỉ cần 7 đô la là quý vị đã có thể giúp cho một cụ già có cơm ăn hàng tháng, và mỗi ngày có 2 bữa cơm no
thì một cái sự hy sinh nhỏ bé của quý vị thì đã giúp cho được một con người có cơm ăn, được bình an. Kính thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa xin đại diện các cụ già nghèo khổ là những người được hưởng ơn phước của quý vị, xin cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị, và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả các ban tổ chức, các thiện nguyện viên đã đóng góp mỗi người một tay để mà cho cái công việc này được tốt đẹp. Chúng tôi chắc chắn rằng ơn trời sẽ trả công bồi hậu cho tất cả quý vị, cho từng người quý vị và gia đình, trong đó có gia đình của Việt TV. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Và xin quý vị tiếp tục để mà đóng góp cho chúng tôi. Nếu quý vị hôm nay không tới đây được thì quý vị có thể đóng góp trong cái địa chỉ ở trong màn hình. Một lần nữa xin ơn trên chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sâu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau, ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được. Còn ước ao khát vọng còn câu cao, ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày rồi xin đại diện các cụ già nghèo khổ là những người được hưởng ơn phước của quý vị, xin cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị, và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả các ban tổ chức, các thiện nguyện viên đã đóng góp mỗi người một tay để mà cho cái công việc này được tốt đẹp.
chúng tôi chắc chắn rằng ơn trời sẽ trả công bồi hậu cho tất cả quý vị, cho từng người quý vị và gia đình, trong đó có gia đình của Việt TV. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Và xin quý vị tiếp tục để mà đóng góp cho chúng tôi. Nếu chúng quý vị hôm nay không tới đây được thì quý vị có thể đóng góp trong cái địa chỉ ở trong màn hình. Một lần nữa xin ơn trên chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình.